Hoa hậu Lý Gia Hân hôn môi, tạm chung với quý tử gây tranh cãi. Mới đây, hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân gây xôn xao mạng xã hội bằng một bức ảnh bên con trai. Cụ thể, cô đăng tải lên các trang mạng xã hội của mình hình ảnh gia đình ba người đi ăn tối với nhau tại một nhà hàng sang trọng, kèm dòng trạng thái: "Ăn tối vui vẻ cùng gia đình". Nhan sắc trẻ trung dù đã ngoài 50 của Lý Gia Hân được khen ngợi nhiều, còn chồng của cô, tỷ phú Hứa Tấn Thanh lại bị chê già hơn vợ. Cậu con trai 10 tuổi lớn phập phao đeo kính cẩn không lộ rõ mặt nhưng cũng được khen ngợi đẹp trai tuy nhiên điều đáng bàn ở đây chính là hành động tình cảm giữa hai mẹ con lý gia hân nàng hoa hậu hồng kông cùng con trai chơi trò ăn bánh quy với nhau bằng miệng trong khi một số người cho rằng đó là hành động thân mật tình cảm giữa hai mẹ con thì số khác cho rằng trò chơi này thiếu tế nhị đây là những trò chơi thường dành cho các cặp trai gái yêu nhau sẽ có sự tiếp xúc trực tiếp của môi vì vậy một người mẹ như lý gia hân lại chơi trò này với cậu con trai 10 tuổi đang chuẩn bị bước vào độ tuổi dậy thì là không phù hợp một chút nào. Tuy nhiên, ba mẹ không hề lên tiếng về việc này. Trước khi gây xôn xao mạng bằng bức hình cùng ăn bánh quy này với con trai, Lý Gia Hân cũng từng gây nhiều scandal trên luận trong việc thể hiện tình cảm với con như thế nào cho đúng. Trong đó phải kể đến sở thích hôn môi con trai, không chỉ là một lần mà rất nhiều lần, dù là ở nhà hay nơi công cộng, ba mẹ vẫn vô tư thể hiện tình cảm với con theo cách này. Nhiều người cho rằng đây là hành động không nên bởi hôn môi chỉ là những người tình thường dành cho nhau. Dù cho Lý Gia Hân có yêu con đến mức nào thì bé cũng là đứa trẻ, đã 8-9 tuổi. Người đẹp chỉ nên dừng lại ở mức độ hôn má chứ không nên hôn môi. Họ cho rằng hai mẹ con đã quá gần gũi với nhau. Hành động này có thể khiến đứa trẻ có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Ông cũng từng trận chỉ trích vì sở thích tắm chung với con trai. Trong bức ảnh, quý tử của Hoa hậu ngồi trong phòng tay mẹ và cầm món đồ chơi nhỏ. Theo phỏng đoán của người hâm mộ, có rất có thể tác giả của tấm hình đẹp này chính là chồng của Hoa hậu, tỷ phú Hồng Kông Hứa Tấn Thanh. Rất nhiều nhân mạng bày tỏ sự bức xúc với những hành động của Lý Gia Hân. Nhiều người cũng hoang mang liệu cựu Hoa hậu có đang quá vô tư với con trai. Họ lo sợ. Cách đây ít ngày, Lý Gia Hân đã cập nhật một bức ảnh về kỳ nghỉ của cô ở Mỹ trên mạng xã hội. Trong ảnh, Lý Gia Hân đang nằm trên giường nổi, đeo kính râm, nhìn về phía xa trạng thái rất thoải mái. Mặc dù Lý Gia Hân đã 51 tuổi, nhưng làn da trắng trẻo, mịn màng và trông cô rất trẻ trung. Đồng thời có thể thấy rằng Lý Gia Hân rất nghiêm khắc trong việc quản lý hình thể của mình, bộ quần áo màu trắng của nàng hậu ướt đẫm nước, quần áo bó sát vào làn da, vóc dáng đẹp của cô được phô bày trọn vẹn, thân hình không có lấy chút mỡ thừa, không khác gì những cô gái trẻ, có thể nói trong số các mỹ nhân kinh điển, Lý Gia Hân là người duy nhất cho đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp và luôn khiến khán giả không ngớt trầm trồ. Bởi vậy nên người Hồng Kông có một câu nói cực kỳ nổi tiếng. Ở Hồng Kông có hai thứ không bao giờ phải nghi ngờ, đó là tiền của Lý Gia Thành và vẻ đẹp của Lý Gia Hân. Có thể hình dung rằng giữa một rừng mỹ nhân như mây thời đó, Lý Gia Hân luôn nổi bật và được nhiều đại gia săn đón nhất. Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha, Trung Quốc Trái ngược với cuộc sống nhung lụa khi làm dâu nhà hào môn như hiện tại, mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng Thơm đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, đau khổ với những trận cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Thời thơ ấu thiếu vắng sự che chở của người cha đã buộc cô cùng mẹ và chị gái phải gồng mình kiếm tiền trang trại cuộc sống trong, trong căn nhà lồng ảm đạm, dột nát. Nhờ khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân được sớm phát hiện và tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng tinh khôi của mỹ nhân Hương Cảng lại đem đến cho cô cơ hội đóng quảng cáo lần hai. Trong suốt khoảng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của sao phim Thiện nữ U Hồn 2 đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất, khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu trước những cơ hội nổi tiếng, Lý Gia Hân từ chối tất cả và tập trung phấn đấu để trở thành tiếp viên hàng không. Đến năm 14 tuổi, người đẹp bắt đầu dấn thân vào nghề người mẫu với mong ước đổi đời. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1970 bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô ghi danh thiêu hoa hậu Hồng Kông năm 1988 và được sướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cùng năm mỹ nhân họ Lý giành luôn vương miện hoa hậu. Cùng năm mỹ nhân họ Lý giành luôn vương miện hoa hậu hoa kiều quốc tế nhờ nhan sắc xinh đẹp vốn có. Sau cuộc thi, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa. Những năm 1990, Lý Gia Hân là một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông, bên cạnh Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà. Nhắc đến mỹ nhân 49 tuổi, công chúng Hồng Kông không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Thiện nữ hồn hai, Tiếu ngạo giang hồ, Đông phương bất bại, Nguyên Chấn hiệp, Đoạn lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào Môn Dạ Yến.